Mua đồ STH9 đến từ thương hiệu XLBI, nhập khẩu từ Italy, phân phối bởi Thời Đại Coffee. STH9 là một chiếc máy pha cà phê espresso có thiết kế hiện đại, góc cạnh mạnh mẽ, rất phù hợp với nhiều concept trang trí quán cà phê khác nhau. Máy được trang bị công nghệ multi-boiler đa nồi hơi, kết hợp với thiết bị điện tử cao cấp, cho phép thiết lập các nhiệt độ khác nhau. Công suất mạnh mẽ của XLBI cho phép đảm bảo sự ổn định và hoạt động liên tục trong những giờ cao điểm. Màn hình cảm ứng LCD được thiết kế trực quan và thoải mái, giúp các barista dễ dàng tinh chỉnh nhiệt độ riêng biệt cho từng group head một cách chính xác nhất. Có thể quan sát thời gian chiết xuất bằng một đồng hồ ngay trên group head. Trang bị vật liệu cách nhiệt cho vòi sữa giúp cho các barista an toàn hơn trong thao tác. Công nghệ Smooth Flow giúp dòng chảy mượt mà và ổn định liên tục cho kết cấu đồng nhất trong ly, từ đó cho ra những ly cà phê thơm ngon nhất. Công nghệ Steambox cho phép bạn điều chỉnh áp suất và lưu lượng hơi nước để làm cho sữa khô không bị ngậm nước như một số dòng máy phổ thông, từ đó cho ra ca sữa mịn, mềm mại, giúp cho các barista dễ dàng thao tác trong tạo hình nghệ thuật. Miễn phí vận chuyển và lắp ráp 64 tỉnh thành toàn quốc, bảo hành 24 tháng, kiểm tra bảo trì định kỳ, miễn phí 3 đến 4 tháng một lần, xử lý sự cố kỹ thuật trong vòng chỉ 1 giờ đồng hồ. Và đừng quên, đây là Thời Đại Coffee, đơn vị cung cấp máy xay máy pha cà phê số 1 Việt Nam.